Dạ xin chào anh em, thì hôm nay em giới thiệu đến anh em là các cái dòng máy cưa sử dụng pin của Ryobi và AEG. Cái này là hàng nội địa Úc nha anh em. Đó thì bữa giờ cái nhu cầu mà sử dụng máy pin của mình nó nhiều á, thì giờ em làm một cái video chi tiết giới thiệu các loại máy cưa pin cho anh em mình sử dụng luôn. Thì hiện tại ở đây á, nó có cái dòng máy cưa của Ryobi. Thì của Ryobi á, thì nó có cái cưa là 18V. Đó, cái cưa này là 18V, sử dụng pin, động cơ là không chổi than luôn. Cái này á, cái pin, cái ưu nhược điểm của cái máy pin so với máy xăng á, là nó rất là dễ dàng sử dụng. Thì khi mà mình sạc đầy pin rồi mình cắm vô là mình xài thôi, mình không có cần mà phải đề nổ như nhà những cái máy khác. Đó cho nên là nó rất là dễ, với lại cái thứ hai á, là nó không có gây ồn ào. Đó, êm, nhẹ nhàng, dễ xài, không gây ồn ào. Đó, thì bây giờ á, cái này trên tay em là cái máy máy 18V của Ryobi. Đó, cái này là động cơ không chổi than luôn. Thì cái con này bây giờ em sẽ test sơ cái sức mạnh của nó khi mà cưa cây cho anh em mình coi, để anh em mình nắm thử. Rồi, ok. Đây. Rồi, em sẽ cưa cái cây cái đường kính cũng lớn lớn cho anh em mình luôn. Rồi, em cưa thử cho anh em mình coi. Thì trước tiên á là mình phải mở cái khóa bảo vệ này. Tất cả các máy pin đều phải mở khóa bảo vệ rồi mình xài thôi. Ok. Nó rất là ngọt luôn. Nó rất là êm và ngọt luôn nha mọi người. Thì cái bộ này đi theo cái máy đó là gồm là một cái viên pin 5, một sạc với lại một máy này. Cái giá của nó là 3 triệu nha mọi người. Đó, giá của nó là 3 triệu. Rồi, nếu như mà mình sử dụng gia đình, mình tỉa cây gia đình đồ trong nhà đồ á, mình sử dụng nó rất là hợp lý luôn. Rất là vừa vặn, dễ xài. Đó, cũng như đây, đây là cái cây em cắt ra nè. Đó, đại khái là như vậy đi. Bởi vì cái cây nó cũng tương đối ít cho nên là em chỉ cắt sơ một lần cho mọi người coi thôi. Rồi, giờ em sẽ giới thiệu tiếp cái máy cái tiếp theo. Rồi, bây giờ ở đây nè, ở đây là tiếp theo là cũng là một cái máy của Ryobi luôn. Thì cái này á, cái này là động cơ không chổi than luôn nha mọi người. Đó, cái này nó cũng là động cơ không chổi than, nó là sử dụng pin 36V. Thì cái ưu nhược điểm của máy pin thì em cũng đã giới thiệu với mọi người rồi á. Còn cái này á, thì cái lam xích nó lớn hơn. Cái này cái lam xích của nó là được tới 356mm, so với cái con mà 18V hồi nãy á, là nó 254mm. Đó, 254mm. Còn cái này là 356mm thì nó lớn hơn, công suất nó mạnh hơn xíu. Đó, cái này cũng động cơ không chổi than luôn. Thì bây giờ cái con này em sẽ test sức mạnh cho mọi người coi thử luôn. Ok, nó cũng rất là mạnh so với dòng máy pin. Thì nó rất là mạnh, rất là ổn để mình sử dụng luôn. Thì đi theo nó là một cái bộ gồm một cái viên pin 4, một sạc và một máy này. Thì cái giá của nó là 4 triệu nha mọi người. Đó, một sạc, một pin 4 và một cái máy động cơ không chổi than này. Thì cái giá của nó là 4 triệu, tình trạng của nó là tương đối đẹp. Thì nó khoảng là trên 85%. Đó, xài rất là ổn luôn. Đó, thì cái này là của Ryobi. Rồi bây giờ á, em sẽ giới thiệu tiếp đến anh em là cái máy là của AEG. Thì AEG á, AEG thì nếu như những anh em mà biết nhiều về AEG thì sẽ biết rồi, cái thương hiệu của nó rất là lớn. Nó là cái máy, nó là máy Đức luôn nha mọi người. Đó, thì cái này á là nó là pin 18V. Đó, pin 18V. Cái này cái lam xích của nó là 3 tấc. Thì hiện tại á, là nó cũng là động cơ không chổi than. Đó, nó cũng là động cơ không chổi than. Cái ngoại hình con này cũng còn là tương đối rất là đẹp nè. Thì bây giờ em sẽ test thử cái sức mạnh của nó khi mà cắt gỗ nữa cho mọi người coi. Rồi, ok.
Thì cái con này thì nó là một trong những cái con mà sử dụng pin 18V cưa xích rất là ngon, rất là ngon. Độ chắc và trắng và cứng cáp nè. Đó, ngoại hình của nó thì đẹp khoảng trên 90% luôn em mọi người. 90-95% luôn. Thì cái này em nói lại nè, cái lam xích của nó là dài 3 tấc nè. Đó, 12 inch, lam xích của nó dài 3 tấc thì theo bộ của nó là gồm một cái thân máy, một cái viên pin, một thân máy, một viên pin 5A với một sạc thì cái giá của nó là 4 triệu luôn nha mọi người. Đó, một thân máy, một pin 5A và một sạc, cái ngoại hình đẹp như vậy là 4 triệu nha mọi người. Nếu như mọi người mà cần cái máy rẻ hơn xíu thì em vẫn có, thì cái ngoại hình nó sẽ cũ hơn xíu. Đó. Rồi. Rồi, thì bây giờ cuối cùng là em giới thiệu đến mọi người là cái con cưa xích đình đám nhất bữa giờ, hot nhất bữa giờ mà rất là nhiều anh em mà làm gỗ đi rừng rồi á, săn lùng nó. Đó, thì cái này là con cưa xích 58V, sử dụng pin 58V của AEG, nó cũng là động cơ không chổi than luôn. Nó là một trong những cái con cưa xích mà sử dụng pin mạnh nhất hiện tại bây giờ rồi nha mọi người. Đó, nó là cái lam xích của nó dài là 4 tấc nè, nó 16 inch, 4 tấc. Đó, đi theo máy là một cái viên pin. Đây, đây là viên pin của nó, cũng tương đối rất là lớn luôn nha mọi người. Đó. Thì cái con này ngoại hình còn rất là đẹp, mới luôn. Thì bây giờ em sẽ test thử sức mạnh nó cho mọi người coi để mọi người biết là tại sao nó lại hot. Nó rất là mạnh. Thấy sức mạnh của nó rất là tuyệt vời. Nó nếu như anh em mà đi rừng đồ á, nó mình sử dụng nó thì thật sự rất là tuyệt vời. Nó rất là êm, rất là tuyệt vời, không có ồn ào mà lại khỏe nữa. Em cảm thấy là em đánh giá nó là nó mạnh gần bằng những cái con điện của khoảng 1.000-1.800 của Ozito luôn rồi. Nó gần bằng như vậy luôn á, cho nên nó rất là mạnh. Đó thì hồi nãy giờ á, em giới thiệu sơ qua các loại máy mà cưa xích sử dụng pin của Ryobi AEG hàng nội địa Úc cho anh em mình tham khảo rồi. Nếu như anh em nào mà cần cái máy nào thì cứ liên hệ cho em. Thì á, hiện tại cái bộ này, riêng cái bộ AEG này thì cái ngoại hình đẹp này, cái giá của nó là gồm là một cái viên pin 4 nè, một cái body và một cái sạc, ngoại hình đẹp như vậy luôn. Nó hầu như là nó mới trên 90% luôn nha anh em, rất là đẹp luôn. Thì giá của nó là 8 triệu một bộ. Giá của nó là 8 triệu một bộ. Thì hiện tại á, cái giá của con này ở bên Úc đang là khoảng là 14-15 triệu gì đó. Đó, nhưng mà còn cái con này là mới xài lướt một lần hai lần gì thôi. Đó mà giá nó như vậy rất là tốt luôn nha mọi người. Số lượng không có nhiều, nếu như anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Rồi, em cảm ơn anh em đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại các anh em trong mấy video sắp tới. Anh em nào mới xem kênh của em thì bấm giúp em nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất cũng như những cái sản phẩm mới nhất bên em. Dạ rồi, em cảm ơn anh em.